Ok và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Minh và mình là KG đây. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục trở lại với Lockmango các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ trở lại với Backworld. Thì các bạn cũng biết rồi đó, thường là cuối tháng nè, đầu tháng nè, giữa tháng nè là mình sẽ gọi là dùng GQB để mình quay gương để mình tìm gọi là ngọc hút máu đúng không bạn đây. Thì ngày hôm nay đây là 30 rồi các bạn, gần cuối tháng và năm ra là mình sẽ sử dụng GQB để mình gọi là đi tìm, gọi là tìm kiếm, gọi là hút máu level 3 các bạn này. Ngọc hút máu bạn đâu rồi? Bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi là đi vô mua chìa khóa trước đã các bạn này. Đang đầu lúc nào cũng phải mua 10.000 chìa khóa trước anh em đấy. Lúc nào cũng phải vậy, mở màn là 10.000 chìa khóa trước các bạn này. Lúc sau rồi tính sao các bạn nha. Đây ok. Ô nhận gì đây? Ôi nhận mấy cái càng này nhận hoài luôn ba. Thề luôn, khổ luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là không chần chừ nữa, mình sẽ vô là mình quay rương để xem hôm nay chúng ta sẽ được những gì, coi chúng ta sẽ có được gọi là hút máu level 3 nha các bạn. Ok thì trước xem video của mình thì để cho mình một like nè, đăng ký và đừng quên lẫn cái chuông kéo đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ mới từ kênh YouTube mẹ mọi người, để mình có thật nhiều động lực để gọi là mình tiêu gần của bé các bạn xem các bạn. Ok còn bây giờ chúng ta let's go vô quay may mắn này. Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là có những cái như thế này các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi là sao ta mở 10 lần các bạn, lúc nào mình cũng mở 10 lần các bạn. Đấy, mình sẽ mở liên tục như này, mình không cần nhìn luôn các bạn. Đó, mình sẽ tiêu hết 10.000 luôn. Lần này mình sẽ tiêu hết 10.000 đi rồi xong bắt đầu mình mới mở đường kim cương các bạn nha. Đây. A few moments later. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở. Ui giời. Mở 10.000 à, 10.000 mà chia cho 300 chúng ta sẽ mở được 30 lần các bạn. Ok, 30 lần các bạn. Rồi, let's go 30 lần nha anh em. Go. Ui thổi sắc à. Yes, yes. Các bạn biết đây là gọi là gì không các bạn? Đó chính là sau bao năm khổ cực các bạn, chúng ta đã mở ra được hút sinh lực 3 các bạn. Oh yes, chỉ mới lần mở lần thứ hai đó các bạn. Lần mở thứ hai, lần thứ ba gì đó mình không nhớ nhưng mà mình đã được rồi các bạn. Oh my god. Rồi giờ mình sẽ mở tiếp coi có khi nào hôm nay mình mở được hai lần không nhờ. Ai à, thấy là căng thẳng rồi đó. Ok, tiện được thêm một lần nó hơi bị đỉnh nha. Ok, hy vọng là vẫn được thêm một lần các bạn, tuy là nó có hơi tham lam xíu. Ok, ôi thổi vàng. Đấy. Tu la. Ủa hôm nay không có tu la nhờ. Bảo hộ, ui tính ra mình cũng đang thiếu bảo hộ đúng không nhờ. Ừ mình cũng đang thiếu bảo hộ, ui xời. Hôm nay là một ngày, ôi cung là mình không cần các bạn ơi. Chắc xíu mình sẽ đi bán bớt mấy cái gọi là ngọc trong kia của mình các bạn. Tính ra cái túi của mình chắc cũng đầy ngọc luôn rồi chứ. Ok, còn bao nhiêu lần nữa đâu, trời ơi. Bội thu không cần đâu, mình không cần cái này đâu, còn có 3 lần thôi. Một lần thôi, hút máu đi mà, hút máu đi. Hút máu luôn bạn, hay quá. Không sao. Uầy, sau bao nhiêu ngày khổ công rèn luyện thì cuối cùng đã tìm được hút máu level 3. Ok, đâu rồi. Đây, bảo hộ, có thêm một cái bảo hộ level 3 nữa các bạn. Oh my god, chắc là mình mốt mình bán nít quá. Mốt mình bán ạc các bạn. Được thôi, được thôi, được thôi. Ok, thỏi vàng. Ngoài đây, thỏi vàng. Ồ, oh, mình còn thiếu một cái thỏi vàng level 3 đó thôi là mình sẽ hơi bị VIP luôn các bạn. Ôi. Ui, từ từ nhá, đi mình coi nè. Trong đây tấn công của mình này. Rồi các bạn coi hút máu nè. Trời ơi, 153 ngọc hút máu level 1 các bạn. Thôi bán bớt đi ha. Ừ, bán bớt đi. Bán đâu đó khoảng 90 cái thôi. Đấy, còn 9 còn như kia xài. Ok. Đấy, trời ơi, được 721 cái chìa khóa các bạn. Bây giờ mình có nên tiếp tục gọi là mở thêm cái gương gần của bạn không bạn? Các bạn gọi là comment bên dưới cho mình biết đi. Đấy, chứ mình cho các bạn gọi là 3 giây để các bạn comment. À không, 5 giây để các bạn. 5. Hết giờ các bạn. Mình biết các bạn gọi là chọn cái gì các bạn. Các bạn chọn đó chính là chúng ta đi mua chìa khóa tiếp đúng không? Ok, mình sẽ mua tiếp bạn. Nè. Ok, Echo, mình sẽ mua tiếp. À, và mình sẽ bắt đầu mở tiếp chuyên mục mở gật cô bé các bạn. À, xem đây. Rồi. Wow, các bạn thấy mình canh chuẩn không? Một phát ăn liền. Rồi, bây giờ tới là gương kim cương. Đừng nói hôm nay chúng ta sẽ được hai ngọc hút máu level 3 nha. Ông bé ơi. Hôm nay được hai cái là hơi bị đỉnh á. Hơi bị đỉnh luôn á. Hơi bị xuất sắc á. Anh trong tài đâu rồi? Cho em một cái được không? Cho em thêm một cái đền trong tài. Phục hồi mình không cần đâu. Không cần cái này đâu. Hồng bé ơi. Hồng bé ơi. Hồng bé ơi, sao da không? Trời ơi, sao mảnh không vậy?
hơi nhiều mảnh nha các bạn. Mình thấy là hơi nhiều mảnh á. Bây giờ mình coi coi mình vô đây mình có bao nhiêu cái. Trời, 32.000 cái mảnh. Ôi xôi ơi. Ông giáo ơi, 23.000 cái mảnh. Nè đi. Trời ơi, dùng chừng nào mới hết. Ui, nhưng mà con rồng này đẹp quá bạn. Mình có nên mua 5.888. Các bạn nghĩ mình có nên mua con rồng nữa không bạn? Mình thấy nó kiểu nó rất là sao ta? Bro các bạn. Nó rất là xịn các bạn. Nhưng mà mình lại thích con khủng long này các bạn. Là mình mua con này ta. Mua đi các bạn. Mua cho vĩnh viễn luôn đi ha. Mua luôn. Ê, trang bị luôn. Ai sợ. Mình là mình rất thích khủng long các bạn. Trời có con khủng long bay xung quanh mình này. Hồi qua mình đang vô mình mở gương mà quên mất tiêu. Còn mấy lần ở đâu? Ủa có cái vụ nó có kiếm luôn hả? Nó có kiếm thiệt nè các bạn. Ủa cái này tôi không biết mình có chưa ta. Ảo mà là gì đa thiệt chứ. Ok. Đó. Cái gì vậy? Sao mảnh không vậy? Tính năm mảnh thì mình chỉ có thể đổi được mấy cái này thôi. Nhưng mà mình đổi hết rồi. Rồi bây giờ mình còn mấy này nè. Cái này sự kiện nữa mình không có đổi các bạn. Ok hôm nay mình mua hết sạch trong mấy cái này luôn đi. Mình đổi hết. Mình đổi hết mấy cái này luôn. Đấy, có cái nào mà đổi được là mình sẽ đổi hết các bạn. Ok. Đấy, trời ơi. Ạc rồi là chỉ giá 100 triệu các bạn. Đấy, trời nó phải như thế. Đấy trời ơi. Hôm nay chúng ta sẽ gọi là tiêu hết mấy cái mảnh luôn mà. Nhiều mảnh quá không biết làm gì để mình đổi hết đi cho rồi. Trời ơi. Đâm ra là mê mình mở mấy kia nó toàn cho mảnh không các bạn. Thấy cay không? Quá là cay luôn. Nên hôm nay mình sẽ vô đây để mình đổi hết mấy cái mảnh luôn. Ok. Có bao nhiêu mình sẽ đổi hết luôn mà. Đấy, trời ơi. Đây có sở hữu hết rồi nha. Chỉ có mấy cái sự kiện là mình không có thôi bạn. Mấy sự kiện lúc này là mình chưa có chơi game nên là hôm nay mình không có. Ok. Áo giáp. Áo giáp coi có cái gì không. Áo giáp cũng chắc cũng toàn sự kiện các bạn ơi. Kiếm à. Kiếm mình đổi hết chưa ta. Ồ kiếm còn mấy cái nè. Kiếm mấy cái đổi luôn đi. Trời ơi. Nhiều quá không biết làm gì các bạn ơi. Đổi luôn cho nó vui. Ok kiếm sắt đổi hết luôn. Đổi hết các bạn ơi. Đổi hết. Cái nào mà sự kiện là mình không đổi được thôi. Chứ cái nào mà mua được bằng gọi là mảnh thì mình sẽ mua hết các bạn nhá. Ok chưa. Ok. Đây à. Này đổi luôn. Ok từ 32 còn có 20 thấy các bạn thấy không. 20.000 thôi đấy. Trời ơi. Kim cương. Ủa, mình siêu thích cái kiếm kim cương luôn các bạn. Nhưng mà cái này là sự kiện lúc đó mình chưa có chơi game nên năm mình không có được bạn. Trời đúng đẹp luôn ấy. Phải chơi trong game mà nó thêm gọi là cái tính năng là tặng đồ thì gọi là mình sẽ tặng các bạn gọi là những cái mảnh mà mình vẫn còn dư khá là nhiều các bạn đó. Mình sẽ tặng hết các bạn luôn cũng được nữa. Thề. Mà trong đây nó không cho tặng thôi chứ tặng được tôi tặng rồi nha. Cái này là mình nói thiệt. Ừ. Mình không có nói giỡn đâu. Mấy cái này không đẹp, mấy cái này không đẹp thôi chắc không đổi đâu. Ui cái này đẹp thế. Ui, các bạn nhìn này đẹp thật sự. Wow. Ui, cái chữ tim này đỉnh nè. Ok, nhưng mà mình thích này hơn. Với lại con cá mập các bạn. Boy, xoài ơi, mấy cái rìu này giùm thôi. Đâu, mấy cái này. Ui, có mấy block khác nè, nhưng mà chỉ có sự kiện các bạn. Ok luôn, ui, đẹp đi. Ui, đẹp vậy. Có phát sáng các bạn. Mua luôn, phát sáng mua luôn các bạn. Ui, trang bị luôn, để cho nó đẹp nha. Wow, cái này cũng phát sáng nè. Phát sáng là mua nha. Cái nào mà lắp lánh là mua nha. Mình thích lắp lánh đó các bạn. Ok luôn. Ui, cái này cũng lắp lánh mua luôn đi. Hôm nay mình gọi là sẽ full bộ lắp la lắp đánh các bạn hiểu không? Tiêu gờ của bê các bạn hồi nãy là mình đang có 37.000 gờ của bê. Bây giờ chúng ta còn có 26 là nãy giờ mình đã tiêu hết 11.000 gờ của bê rồi. Oh my god luôn. Không sao, giờ mở gương tiếp này. Đại mang. Sao nhiều mang vậy? Trời ơi. Tôi đau tim quá. Tôi đau tim quá. Sao nhiều mảnh vậy? Đừng nói cái cuối cùng cũng là mảnh nha. Hên không phải cái cuối cùng là mảnh nha. Cái cuối cùng mà là mảnh là mình đi mua tiếp chìa khóa rồi. Sao nãy mình cũng có hiểu một cái bảo hộ bạn. Ui hôm nay chúng ta sẽ có một bảo hộ level 3 lộn, hai cái bảo hộ level 3, một cái vàng và một cái gọi là hút máu ba level 3 các bạn. Ui hôm nay chúng ta có 4 ngọc silver VIP luôn các bạn. Ây da, tiếc là hôm nay mình không có tu la thôi. Thường mình mở toàn là tu la thôi nhưng mà hôm nay không có tu la nào hết các bạn, không thiếu cái gì luôn á, thiệt tình luôn. Ok để xem nào. Mình còn cái gì để mình tiêu không ta? Ngày hôm nay là mình không muốn ngồi là chơi. Mình chỉ muốn tiêu thôi các bạn. Mình chỉ muốn tiêu gà của bé thôi chứ mình không muốn chơi gì. Ê, cái này không đẹp. Cái này đẹp không? Cái này đẹp hơn này. Ok, mấy cái này mua được không? Ủa, mấy cái này tính ra cũng mua được này. Ủa, nhưng mà mấy cái này chỉ có sự kiện thôi các bạn. Còn mấy cái ngoài cái sự kiện nó không đẹp. Nó không đẹp à. Ủa, cái này đẹp vậy? Gì chém ba chữ luôn. Ủa, pháo hoa que. Ma, ủa, có ma luôn á. Ủa, ghê, ghê. Ok. Ui, cái này đẹp này. Cái này sóng nước ha, sóng nước chém qua sóng nước các bạn. Ồ, nhưng mà từ từ, mình vẫn nên từ từ. Ui, có mũi tên bay xung quanh này đẹp vậy. Cái này là hiệu ứng của mũi tên đó các bạn nên đâm ra mình cũng không có cần lắm. Cái dấu chân hả? Dấu chân nào đẹp ta? Mình hiện tại mình đang dùng cái này hả? Ở đó mình đang dùng cái cục này. Giờ mình chuyển qua mình dùng cái này. Ui, đẹp này. Cái này đẹp nè. Cái cục này đẹp nè. Ok.
Quay cái này là phi tiêu hay gì các bạn? Phi tiêu các bạn ơi. Ok. Còn nào cho mua không? Ui. Thiết bị đẩy à. Ui có cái giò đi này. Nhìn đẹp vậy. Ui có cánh chim lấp lá luôn. Ui sợi nhức nát luôn bạn. Oh wow wow, quá đẹp. Đẹp đó, nhưng mà mình không mua các bạn. Mình chỉ vô mình review chứ mình không mua các bạn. Ok. Rồi để xem nào, hôm nay mình đang thiếu chìa khóa, mình cũng nên mua đó khoảng 1000 cái sẵn đi. Trời ơi. Sẵn ngay cái chìa khóa sẵn đi các bạn. Ok, mấy cái này mình mình còn tới mười mấy ngày lận bạn ơi. Mấy cái vật phẩm này không biết mình đang thiếu cái gì ta, không biết mình thiếu cái gì luôn á. Số lượng còn lại. Mình được xem miễn phí. Còn cái nữa không? Ủa sao toàn chịu khó vậy? Mình sẽ đổi miễn phí mấy cái này các bạn. Mình được quen mà. Trời ơi. À, đổi hết. Trời ơi, mình đang có rất là nhiều mảnh quảng cáo các bạn. Mảnh quảng cáo nha các bạn. Trời ơi, nghe ảo, mảnh quảng cáo các bạn. Ảo mà là gì đây? Ok. Cái gì đây? Bảng xếp hạng vinh danh. Ok. Ui, có tên mình nè. Ủa sao có mặt anh nút đây? Sao tên mình mà mặt anh nút ở kìa. Ảo mà này đã. Ui, bạn này chiến nhờ. Ui, ghê, thanh niên này chắc bị bờ rò lắm bạn. Mình phải gọi là kết bạn, gọi là học tập thanh niên thôi. Chơi 3.357 trận. 3.357 trận bạn. Mình chơi bao nhiêu trận rồi? Mình chơi 282 trận. Thôi mình còn gà hơn người ta đó, trời ơi. Không sao, bây giờ mình bắt đầu gọi vô chơi. Để xem, mình gọi hôm nay mình có thêm ngọc phong máu level 3. Mình xịn cỡ nào các bạn, let's go các bạn ơi. Ok. Mua luôn. Mua các bạn. Sẵn tiện là vô test luôn nha. Coi kiếm cường không? Đừng không có nha. Không có thì thôi. Ồ, đây có cái quần này cũng được. Có quần thôi cũng được các bạn. Trời ơi, kiếm mình dùng kiếm vàng cũng được mà, gì đâu. Thôi mình dùng kiếm vàng nữa các bạn. Lâu ngày mình không có cầm lên trên tay cái kiếm vàng của mình nữa các bạn. Ok. Ok, mình sẽ mua mấy dụng cụ cho nó chắc ăn các bạn ơi. Lỡ gặp mấy thanh niên cũng gọi là dùng gờ của be bọc gọi là giường bằng mấy kia là tới một chuyện với tôi luôn á. Ok, let's go. Đúng rồi, bọc giường đi mấy fan. Bọc giường vô. Ok. Mình sẽ đi nè. Cái gì đây? I eat my rice. Tôi ăn cơm. Ừ, ăn cơm đi. Đúng rồi, ăn cơm đi. Đừng có chơi nữa. Để tôi win được rồi. Ok. Qua đây. Trời ơi. Ok, let's go. Vô. Sắp lá cạ luôn. Trời ơi, mình có ngọc hút máu. Hơi bị xỉn đấy. Mình hút máu hơi bị xỉn đó mấy bạn. Bạn nghĩ mấy bạn ăn được mình không? Mấy bạn ăn nổi không? Này thì ok. Không biết cây cúc cái này phải cây rìu không? Cái này không phải cây rìu các bạn ơi. Oh my god. Ok, mình cần tìm cây rìu của mình ngay bây giờ. Ok, mình chạy vô mình cầm cây rìu lên đã. Rồi ok, quay lại. Hay da. À, con dài này đánh mình mạng rồi. Ôi, mấy con dài này đánh mà nó nhảy tùm lum la các bạn. Như khỉ ấy các bạn ạ. Này thì giỡn mặt với Khang G. Ok. Ơi bạn, mình đang đập giường mà bạn làm sao ấy nhờ? Bạn cứ làm sao ấy, bạn cứ bị làm sao ấy bạn. Thề luôn. Đập được giường chưa? Ok, đập được giường rồi, nó chạy kìa. Tụi nó chạy kìa. Chạy này. Chạy. Ủa nó chạy được kìa bạn. Cày tới nhờ. Ok, ăn táo vàng trước đã. Ok. Chạy kìa, nó chạy nhanh thế ta. Chạy nhanh vậy. Ui giời, nó chạy qua nhà người ta luôn ba. Trời, nó chạy qua nhà tới nhà người ta luôn. Ủa, lóc tôi đâu rồi? À đây. Ok, lên let's go. Ủa, thằng này nó sống luôn hả? Nó còn sống kìa. Áo mà này là canh đai vậy. Ôi ôi, nó còn sống luôn. Quá ghê gớm. Ok, lên luôn. Lên với vàng luôn mà. Lên với bạn vàng rồi. Ê, bạn vàng ơi. Bạn vàng là sai nha. Bạn làm vậy là sai nha. Bạn là hơi bị sai nha. Ok, ơi, bạn nó nhảy lên kìa. Bạn nhảy lên, liệu bạn nó có thể đập được giường đỏ hay không? Mình không biết các bạn ạ. Mình sẽ hỏi thôi. Chứ mình không biết. Tránh ra đi. Để Khang G thể hiện. Cái giường nằm đâu vậy? Boom. Nó không boom. Ê, mấy bạn bậy nha, đánh. Mau lên. Mau lên. Sao mà đỡ được? Ủa, cái giường đâu rồi? Ủa, chết dở, cái rìu của tôi đâu? Oh my god, cái rìu. Ê, bạn sai nha, bạn hơi bị sai nha. Ok, bạn vậy luôn. Bạn không cho mình ăn táo vàng luôn. Bạn thiệt kỳ lạ ghê. Ok, bạn thề luôn, mình đang đập giường mà bạn đi ngang, bạn ngắn đường mình nha. Bạn ngắn đường mình, bạn hơi ngắn đường mình đấy. Ô, thằng này bị gì kìa, bị lắc kìa. Ơ, thằng nào bị lắc kìa. Hey boy. Ê, đúng rồi, get go, ra đây con dời này, ra đây. Chạy kìa. Đứng lại. Chà.
đứng lại. Này 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 này. Này làm sao? Làm sao để nhảy lên đúng không? Ok. Này, xanh lá cây nãy giờ chát hơi nhiều nha. Chặn lại hả? Chặn lại nữa đi. Chặn lại đi con sợi kia. Chặn lại đi. Con ngon thì chặn tiếp đi. Chặn. Chặn nè, dám chặn mình hả? Chặn mình là tới công chuyện luôn. Ok, nhặt thêm tí MR để mình mua giáp kim cương luôn các bạn. Mua kiếm đúng không? 4 cục hả? 4 cục thì chưa đủ mua kiếm đâu. Ồ, dạ, mình có cái quần như này rồi. Đâu cần đâu. Ok, 6 cục mới đủ mua. À đây, 5 cục, muốn mua luôn. Trời ơi, mua luôn các bạn, cho nên nhức nách. Ok, let's go. Sợ rồi. Mình hết fireball rồi. Oh my god, I need fireballs. Ok, I need fireball. Ê, con rời đây. À, con rời xanh lá cây. À, con rời này. Con rời này, làm sao bạn như thế nào? Ba đã đúng không? Ồ, nó chết luôn. Nó ngụm của tỏi luôn bạn. Ok, xanh lá cây đúng không? Xanh lá cây với chúng tôi. Ok, xanh lá cây. Xanh lá cây này. Boy. Ok, hãy xem đây, sự trừng phạt Khang G khi bạn đã dám đánh Khang G. Ok, nhảy qua đây. Chúng ta sẽ Boom. Và đã lỗ cái giường chưa? Đừng nói bọc bên trong gọi là obsidian nha. Ok, chưa bọc. Chưa bọc thì đáp. Yes, let's go các bạn. Này thì đứng lại con rời kia. Đứng lại. Ok, bắn vậy mà cũng thục nữa hả? Nà ní luôn. Luôn. Cháy. Tiện tôi nhảy vô lửa chứ vậy. Trời đất ơi. Ok, anh đi là quăng nước dữ ta. Quăng nước ghê ta. Quăng nước này. Quăng nước với chúng tôi. Quăng nước. À, tìm mình. Sorry. Tìm tôi. Lỗi tôi. Ủa, sao nó chạy dưới nước? What? Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Ủa, sao mình thấy nó đi dưới đây? Nó đi dưới không trung luôn kìa. Ôi trời ơi. Cái gì ảo mà lại ra đây vậy? Sao đi dưới không trung hay vậy? Ủa, gì vậy? Không biết nữa. Không biết luôn các bạn. Tiểu nó đi dưới không trung nhìn sợ thật sự. Rồi. Trời ơi, tim tôi làm cái trò gì vậy? Ủa, sao nó đứng này mà cái block điện qua đây? Ok. Ủa, what? Hello. Ủa, giờ còn ai nữa? Trời ơi, còn ai nữa? Mấy thanh niên này không đi tiêu diệt luôn đi. Trời ơi, là trời luôn á. Để tôi đi tìm hả? Khổ thiệt chứ. Khổ thân tôi ghê không? Ok, tìm thấy rồi. Echo. Hello baby à. À, còn mấy con trời này. Ok, mình sẽ mua cái trứng rồng. Ở đâu? Đây là cái trứng bắt cầu bạn. Để mình đi. Nào, mình lâu lắm mình không có dùng mấy trứng này các bạn. Thằng nào mới đập giường mình nè. Nó mới đập giường mình các bạn. Ây da, Rin đập giường mình nè. Ủa, đúng rồi. Cái này bắt là cái đường đúng rồi, còn gì nữa. Ồ, quýnh căng hẳn rồi bạn. Quýnh căng hẳn quá. Ôi, bạn này ghê nha. Bạn này căng hẳn này. Bạn này căng hẳn quá. Làm sao? Làm sao bây giờ? Ok, vẫn sống luôn kìa. Ghê gớm quá. Boom, dính biệt luôn. Ủa, vẫn sống luôn, ghê ta. Bạn này có nghị lực các bạn, bạn này khá là nghị lực nha. Bạn này rất là có nghị lực luôn. Được, mình thích bạn này. I like it, I like you. Nhưng mà, bạn đi rồi. Ok chưa? Còn một thanh niên xanh nữa. Trời ơi, có thằng xanh lá cây nó núp đằng sau lưng đây mà. Nè, núp đây nè. Ủa? Cái gì vậy? Từ nha. Wait a minute, từ từ. Cái chỗ này mình nhớ, hồi xưa mình có tìm được cái chỗ trốn ở cái chỗ này các bạn. Nên các bạn yên tâm. Hồi xưa mình đã tìm được chỗ trốn ở đâu? Ở đây nè, mình có cách chui vô. Đâu ta? Ờ kìa. Thề luôn ấy. Không thích như thế này đâu nha. Không thích chỗ trốn như thế này đâu nha. Bây giờ chỉ có nước như thế này thôi các bạn. Mình chỉ còn một cách như thế này thôi. Đó chính là gì? Chính là sử dụng cái này. Ô, không chết thì các bạn. Ok, không sao, Khang G có thể tìm cách được. Ở đây hả? Đừng
nó không phải không có đường vô nha. Ủa, thanh niên này vô kiểu gì vậy ta? Áo vậy? Chết rõ rồi. Cày thế nhờ, vô kiểu gì vậy? 1 hour later. Mình tìm một cái cách gì đấy. Cái máy gì không? Cái máy gì không? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Làm sao để vô đây? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bảy nha. Quay. Khen cơ. Cay thế nhờ. Mình cay thanh niên này rồi đấy. Mình cay thanh niên rồi đấy nha. Mình cay lắm rồi đó. Cay thật đấy. Dùng tiền. Đúng, phải dùng tiền thôi. Bây giờ phải vô bằng cách nào ta? Ở trên đây hả? Ở trên đây thì mình nghĩ không được. Thanh niên này tìm cách được mấy cái này này hay vậy nhờ. Các bạn biết cách gì không? Mình phải đâm con rồng vô trong đó các bạn, mình mới có thể ăn được thanh niên các bạn. Cay thật sự các bạn. Thề luôn á. Không hiểu kiểu gì. Ok. Bái phục các bạn, bái phục luôn, thề luôn, không hiểu cái gì. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng có thể tìm được cách, mình tuy là mình không vô được các bạn, nhưng mà mình dùng rồng, mình đâm cái đầu rồng đi thẳng vô trong kia để mới thể giết được thanh niên các bạn. Cay thật sự đấy. Thì ok, nói chung là ngày hôm nay video đây hết rồi. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng cho mình một like nào, đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông. Kế phần này ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube nha mọi người. Và đừng quên là qua kênh của tất cả viên nút tiếng họ tim nha. Ok, còn bây giờ thì hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye.